Xin chào các bạn đến với kênh YouTube Bố Cùng Ông. Hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn một chiếc xe đạp cổ nhãn hiệu là Bridgestone. Chiếc xe này là sản xuất tại Nhật các bạn nhé. Đời bao nhiêu thì mình cũng không rõ nữa. Chiếc xe còn tương đối là mới và liền là vâng, cháu quay tí. Đây là cần số của nó này. Có 5 số. 1, 2, 3, 4, 5, 6 số. Vẫn hoạt động tốt. Chuông. Đấy, chuông này hình như là chuông mới các bạn, không phải chuông cũ của nó. Đèn. Đèn thì vẫn hoạt động, vẫn sáng một bên này. Nhưng mà phải ấn chặt cái cơ cấu này, nó quay này. Nó đang bị dơ cái gì đó cho nên là nếu mà mình sử dụng thì nó chưa sáng, nhưng mình thử ấn chặt nó vào thì cái này nó mới vòng, nó mới quay này các bạn này. Nó mới sáng. À, khóa. Khóa vẫn ngon. Đấy, các bạn nhìn thấy khóa vẫn ngon. Khóa trước, khóa sau. Khóa sau vẫn ngon. Vành lốp thì không biết đã được thay chưa. Ở mặt sơn si thì tương đối là mới các bạn. Có một cái bơm kèm theo. Cái túi đồ nghề này thì là chắc là mới rồi. Cái này chắc không phải theo xe rồi, mới rồi, mới tinh rồi. Monte Carlo. Tổng thể của nó đây. Mình có thử làm một vòng quanh thành phố Nam Định bằng chiếc xe này thì đi nó rất là nhẹ, sướng. Mỗi tội là cái yên này ngồi nó hơi cứng một tí thôi. Yên ngồi hơi cứng. Xích líp là vẫn còn tương đối là sáng bóng. Có gì theo thời gian thôi. Không biết là còn nguyên bản, cái tỷ lệ nguyên bản là bao nhiêu phần trăm thì mình không rõ. Không phải là chuyên gia mà chỉ gặp một chiếc xe thấy hay hay thì làm một cái clip quay cho các bạn xem. Bạn nào hoặc là ai đang sử dụng chiếc xe này thì có thể cho ý kiến về cái độ hoàn thiện và cái độ nguyên bản của nó. Video ngắn này mình xin kết thúc đây. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Các bạn xem video mà có ý kiến gì thì comment ở dưới để chúng ta cùng trao đổi nhá. Mình cũng không phải là chuyên gia về xe đạp, cho nên là cũng chỉ quay cho các bạn xem thôi.